Xin chào các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Camera trên điện thoại thông minh đã và đang ghi nhận được những cái bước phát triển rất là dài so với trước đây. Thay vì những cái cụm camera đơn với khẩu độ rất là thấp, cảm biến nhỏ thì hiện nay camera di động đã được thống trị bởi những cái cụm camera kép, camera 3 ống kính với khẩu độ rất là lớn, cảm biến lớn, chip xử lý hình ảnh riêng để gia tăng chất lượng ảnh chụp. Bên cạnh đó thì khả năng quay video của điện thoại cũng được tăng cường rất là nhiều và nổi bật trong vài năm trở lại đây, chính là tính năng quay video 960fps hay còn gọi là Super Slow Motion đó. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu tính năng này có thực sự là cần thiết với chúng ta hay không, hay chỉ là một cái thứ đang bị thổi phồng lên quá đà và trở thành một cái công cụ marketing của các nhà sản xuất. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Có lẽ để bắt đầu nói chuyện về cái công ty đã sáng tạo ra cái tính năng quay video 960 khung hình trên giây, phải kể đến đó là Sony, chứ không phải là Samsung hay là Huawei như là nhiều người đang lầm tưởng do sự thổi phồng truyền thông quá mức như bây giờ. Tính năng quay video 960fps lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Xperia XZ Premium. Chiếc này thì trước đây mình đã từng thực hiện một cái video rất là kỳ công để quay Super Slow Motion rồi, khá là thú vị nhưng mà cũng khá là phế, với cái đặc điểm chính là cho khả năng tua chậm khung hình bằng cách chia từ tốc độ gốc là 30fps thành 960 khung hình một giây, 960fps đó, tức là làm cho video dài ra gấp tới 32 lần so với bình thường, tức là bạn quay một giây thì chúng ta sẽ có 32 giây đó, kiểu như vậy, trong khoảng thời gian quay tương đồng đấy. Khi mà lượng dữ liệu tăng đột biến lên hàng chục lần trong một thời gian ngắn như vậy thì đồng nghĩa rằng các bộ phận trong hệ thống xử lý phải có tốc độ rất là cao thì mới có thể đảm nhiệm được. Trong đó thì đặc biệt là chip nhớ. Đối với Sony thì công ty đã áp dụng một cái phương pháp rất cao cấp, đó là sử dụng bộ nhớ DRAM riêng để phục vụ cho cái tính năng này. Lý do sử dụng DRAM là bởi tốc độ của bộ nhớ RAM rất là cao và dữ liệu cũng không nhất thiết cần phải lưu lại mà sẽ được xử lý cục bộ để truyền vào chip nhớ lưu trữ sau đó, tức là truyền vào ổ cứng ấy. Và cũng cần phải nói đến lý do là chip nhớ cho điện thoại vẫn còn có tốc độ khá là chậm, kể cả là thời điểm bây giờ luôn. Chính vì Sony là công ty đầu tiên làm ra cái tính năng 960fps cho nên đến bây giờ Sony vẫn là công ty làm tốt nhất về cái tính năng này, khi mà đã nâng cấp từ độ phân giải từ 720p lên thành Full HD 1080p. Tuy nhiên thì cách làm của Sony cũng chỉ là một trong các cách để giúp điện thoại có tính năng quay video 960 khung hình một giây mà thôi. Nhiều hãng di động khác cũng muốn làm cái tính năng này, đặc biệt là các công ty đến từ nước bạn Trung Quốc. Nhưng mà họ không muốn chi quá nhiều tiền chỉ để mua những cái cụm cảm biến chuyên biệt quá mức như là cách mà Sony đã làm. Do đó thì một cách thứ hai đã được đưa ra, đó là sử dụng phần mềm để xử lý. Ui dồi, bây giờ phần mềm nó quá dễ đúng không? AI, AI ủng các thứ ngập tràn. Nếu như mà với DRAM riêng của Sony có thể giúp xử lý cục bộ dữ liệu video trước khi xuất vào bộ nhớ trong, thì cách xử lý bằng phần mềm sẽ vẫn cho phép điện thoại quay video trước, xuất vào bộ nhớ trong và sau đó mới sử dụng thuật toán để xử lý ở bước cuối cùng. Tức là bây giờ từ dữ liệu video 30 khung hình một giây thông thường thì thông qua cái thuật toán này sẽ bắt đầu quá trình nội suy hình ảnh lên thành 960 hình một giây. Điều này có thể tạo ra được những kích thước video chuyển động chậm hoặc là rất chậm, nhưng mà theo kiểu tính năng làm mượt chuyển động của một số dòng TV hiện nay, khi mà đẩy tốc độ từ 24 khung hình một giây lên thành 60 khung hình chẳng hạn. Đấy, thậm chí là còn nhiều hơn nữa cơ, hàng mấy trăm khung hình những cái TV hiện đại đắt tiền nó rất là mượt. Cách phân biệt dễ nhất giữa 960fps thật và giả cũng còn có thể biết được qua cái cảm biến ảnh mà điện thoại đó đang sử dụng. Ở hiện tại thì số lượng cảm biến camera hỗ trợ 960fps dựa trên phần cứng vật lý khá là ít, cụ thể là Sony IMX400, IMX345 và Samsung ISOCELL FAST 2L3. Những cái cảm biến này được tích hợp DRAM trồng ở bên trong để xử lý các khung hình nhận được một cách rất là nhanh chóng. Một điều thú vị là Sony và Samsung là một trong những công ty đầu tiên công bố cảm biến camera 48 megapixel, đó là Sony IMX586 và Samsung GM1, nhưng mà lại không sử dụng trên điện thoại của mình mà bán nó lại cho các công ty Trung Quốc, hay chưa? Họ cũng không thừa nhận tính năng 960fps có trên cảm biến này, tức là nó sẽ không được hỗ trợ DRAM trồng ở bên trong. Nhưng mà một số điện thoại Xiaomi sử dụng cảm biến này, ví dụ như là Redmi K20 lại có tính năng 960fps. Điều này đồng nghĩa rằng Xiaomi đã sử dụng cái trick, cái thuật toán để làm, tức là loại 960fps fake này. Điều tương tự cũng có trên hầu hết các điện thoại cao cấp của Huawei hiện nay. Việc sử dụng cảm biến IMX600 không có DRAM riêng khiến cho công ty phải sử dụng một cái phép nội suy để làm 960fps, và hình ảnh xuất ra thực sự là nó không được tự nhiên cho lắm.
Nhìn chung thì hiện có hai cách để làm một cái điện thoại có khả năng quay video 960 hình một giây, là dựa trên phần cứng và cách thứ hai đó là dựa trên thuật toán. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu 960 hình một giây có cần thiết? Thực tế mà nói thì chúng ta vẫn chỉ đang trong cái thời điểm đầu tiên của công nghệ quay video siêu chậm mà thôi. Và tính năng quay video này chỉ mang tính chất là nghệ thuật giải trí, chứ nó cũng chả phải là nghệ thuật. Nó chỉ là xem cho nó wow, awesome, ui, hoành tráng chưa, đấy, siêu chậm. Nghe cho nó hay hay, xem cho nó vui vui thôi. Mà đã là cái gì nó mang tính là nghệ, nghịch nghịch thì rõ ràng là chúng ta cần có thời gian để setup một cái khung cảnh phù hợp. Và điều này đồng nghĩa rằng quay video siêu chậm sẽ không phù hợp với tất cả cái điều kiện hàng ngày. Đặc biệt là với tốc độ khung hình quá cao như vậy thì đôi khi với những chiếc camera điện thoại như là Sony chẳng hạn mà có cái bộ nhớ DRAM riêng ý, thì tức là hình ảnh nó thu với tốc độ màn chập rất cao. Như vậy thì có nghĩa là ánh sáng mà chúng ta cần, ánh sáng môi trường ý, nó sẽ rất là lớn. Và các bạn có thể nhìn cái hình này, mình đã setup một cái góc ánh sáng với bao nhiêu cái đèn chỉ để quay 960fps trên con Xperia XZ Premium đó. Và bên cạnh đó thì chất lượng hình ảnh cũng khá là tệ. Sony không nói rồi, bây giờ họ đã có Full HD rồi, nhưng mà những hãng khác mà nội suy hình ảnh ra ấy, thì thực sự trông nó rất là chán, kể cả là đến bây giờ luôn, khi mà đã bước sang năm thứ 3 của cái công nghệ này rồi. Do đó thì sẽ cần thêm một cái khoảng thời gian rất là dài nữa để các công ty cải tiến hơn chất lượng hình ảnh, hoặc là nghĩ đi nghĩ lại và bỏ nó luôn chẳng hạn. Còn ở thời điểm bây giờ ấy, thì tính năng 960fps đơn giản chỉ là để cho vui mà thôi. Còn các bạn có hay quay video super slow motion, siêu chậm 960 khung hình trên giây hay không? Hay là các bạn có những đoạn video ngẫu hứng, những đoạn video ấn tượng nào có thể chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thì hãy bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.